Hello, chào mọi người nha. Nè, Mọi người đâu nha. rồi ông Trường đâu ơi? Hello, Đó, chào mọi chào mọi người. người cái rồi Hello. hôm nay nguyên cái fan nào đồ mình đi bắt săn bắt em đêm nha, săn bắt đêm. Rồi, Đấy, để đó, tôi đi xem săn nha anh em. bay 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 Bước quả nó bắn lại bự. Để bay qua. remix luôn. Ông ra đi. Qua luôn. Remix nha. Con rắn hổ lãi bự lắm. À, để quay sát ngắn. Rồi, để quay cái này. Ồ, rắn hổ lãi bự nha anh em. Cận cảnh luôn. Ồ, thấy không? Rồi bắt đi. Đó, bắt nha anh em. Lấy hồng liền. Cắn luôn nè. Cắn luôn anh em. Cũng bự à. Lại bự à. Trời ơi. À, cầm bông bỏ vô luôn nha. Có lý. Vô nha. Với Hợp rồi. cá ké với đăng mối nha. Săn bắt tao tổng hợp bằng đêm, sôi đêm nha anh em. Bỏ vô, vô bồng. Cái bài cắt kéo chút không? Còn đăng mối. Cắn rồi, cắn rồi. Vô. Hợp vô Trúng bắt. rồi, trúng rồi. Săn đêm chày là phải trúng mới ngon chứ. Hôm nay ông Trường gọi thấy được rắn luôn hay vậy Hay ta? hay hay. Cà me, cao sĩ Thấy. bịch me rồi thấy luôn nha. Cắn luôn hả? Đây. Rồi, bị táp nhát luôn nha anh em. Rồi, đi tiếp 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 Quay tiếp quay tục quay tiếp ăn tục tiếp đi đi. tục tục. Đó, băng qua con suối. Đêm này băng rừng lội suối nha anh em. Đó, suối nè. Tàu phê. Rồi, Thấy rắn tới không ta? điểm nữa mình quay cho anh em xem nha. Đó, nguyên cái đồ đi nè. Quá trớn nè. Em ơi, vô mánh nữa anh em ơi. Quá trời đã rồi. Đó, để mình remix sát luôn cho anh em xem. Anh luôn. Ra. Qua bển đi, qua bển trước đi, để cho nó qua đi. Bộ đèn vô cho Ồ, thấy nằm chưa anh em? Ồ, nằm đó, đã đời luôn nha. Việc qua bắt luôn nha anh em. đấy, đấy. Chỉnh. Rồi, vậy đây. Chỉnh rồi anh em ơi. Rất dép luôn. Bỏ dép luôn hả? Rồi, rớt dép luôn anh em ơi. Nước Trời cắp chưa? ơi, Mới chưa? đủ con này bự luôn. Có dép chưa? Hai con lại bự Rồi. luôn nha anh em. Trời ơi, bự. Mày ngon nè. Trời Dép chắc. ơi, vàng chạch luôn. Vàng tươi, vàng tươi. Vô. Vàng tươi, vàng tươi không? Ây chà. Thành chắc lên. Đó, bỏ vô luôn nha anh em ơi. Trời Ngon ơi. ngon quá. Hai con. Bữa nay săn bắt Tây Ninh trúng mánh này. Trời ơi, con này bự hơn con đó nữa. Bồng mổ quá. Trời ơi, nhỏ gì hai rắn này bỏ có xứng với cái bồng này đâu. Bồng này được rồi, bỏ con rắn khi rưỡi luôn, sống co cái đầu lỡ thả vô ngon hơn. Ôi. Chừng trở ngược lên Đây không? Ngon lành cành đào. quá ngon lành cành đạo luôn Ngon nha. Đâu rồi thì mít cành sắc đào. đó cái Ừ, ui im. vô hai con Hai con. trúng mánh nha. Im mày, im mày. Quá im, quá im, Cái là im. quá im, quá im anh em ơi. Mở cặp bà kinh thì chưa giống chưa nhau. đi từ 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 theo cặp con này nè. Cặp đường nước rồi có rắn mày à. Ôi trúng mánh, trúng mánh đâu anh em ơi. Đầu cái mấy con nữ. Quá lên trái luôn. Trời ơi. Ê, quay quay bên luôn. Cái mít này là cái mít tú nữ nha anh em. Thấy là Tay siêu quá, siêu xá nhỏ, quá xá luôn. siêu nhỏ nha. Mít rừng á. Này mít Tay rừng tao nha. nhánh này luôn. Cái này là mít Rừng. rừng nha, chứ không phải là mít ta tầm nha anh em. Mít rừng tự Quá lên nè. xá luôn. Rồi, tới điểm nữa mình quay cho anh em xem nha. Trời ơi, quá phê à, trúng quá là trúng rồi. Đó, hai con. Cái này chắc mấy ảnh bị tai nạn nghề nghiệp nha anh em. Này là tô hú nha. Này là kiểu người ta bắn được á, rồi người ta nó bay á, rồi tới đây chết nha anh em. Đó, uổng quá trời, tô hú quá bự luôn. Quá trời uổng. Để nó uổng vậy uổng mà mình đi trúng. Trúng, trúng mánh, trúng mánh, trúng lớn, trúng lớn. Đó, người khai đoàn đi. Để nó chiều chiều tới là mấy anh em đồ ráp nhau rồi đi săn đồ chơi cho vui nha nè. Anh em theo dõi nhớ ủng hộ mình nha, đăng ký kênh đồ nó xem những video hay hơn của mình nha. Đó. Rồi tới điểm mình quay tiếp cho anh em xem nha. Ôi, nói chuyện chuyện. Lên cây cao su rồi. Rồi Trời lên ơi, cây cao su chuột. bên đó đó. Chuột quá bự luôn em. Mẹ gọi trên đầu bắn có được. Có bắn. Rồi mất tiêu luôn rồi. Cây cao su chưa đi lên rồi. Quá nặng, làm quá mạnh. Bị chửi tao.
Thôi mua trúc này coi. Tới mua trúc này coi có hàng không. À, tới chỗ này sao nghe anh ương cốc nhái gì kêu quá trời kêu hút ếch không nghe nghe. Cái dòng hàng rào cái này nữa cái này. Trời ơi, ngọn ngọn ngọn. Trời ơi, bỏ vô luôn hả? Bỏ luôn. Trời ơi, thôi đi, có mấy con bắt chi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mấy con ương bỏ đi. Ngọn ngọn đó. Channel giờ là tê hết trơn nha, bữa nay đi xa lắm, bữa nay nói thẳng với anh em nha, bữa nay là đi quá xa luôn nha. Tiêu hết rồi. Này dòng lên mới lấy xe hả? Ừ, đây dòng lỡ. Đi vòng quý rào này đi, quý lỡ. Không cái đó luôn. Thôi bỏ thằng Tám ơi, bỏ đi. Bắt anh đường luôn nha. bữa nay chơi tới bắt anh đường luôn chứ. Thôi bỏ đi. Hôm nay là nguyên channel coi đi nè. Trời ơi đi cái tướng thấy gắt không? Đó, đi không nổi là lết không nè. À, đi trước nè. Lết bánh nè. Đi mới có dòng trái đất. Chơi bẻ bình bát luôn nha anh em. Ồ. Trời ơi. Có trái bắt nè. Ồ chín ngon. Trái bắt là bao ngon luôn nha anh em. Ồ phê. Trái này đẹp lắm á. Bình bát luôn. Đi hồi xưa này là mình bát này mình dầm nước đá nha, dầm đá đường á, có sữa quậy vô nữa là ngon cực kỳ nha anh em. Giờ mấy anh em đang nghỉ mệt đây nha. Đó. Nguyễn Trường đang đứng đó. Nghỉ mệt anh em nghỉ mệt đây. Cái dòm thấy cây bát á chín ngon quá, ráp vô anh em vô bẻ anh bát ăn nha. Giờ là đang lúc nghỉ mệt nha, đi quá trời đi, bữa nay đi lết bánh luôn, đi quá trời đi. Cái cà me hái á. Cái cà me hái, cà me hái. Ừ đúng rồi. Nó là cà me hái trái đó. Giờ mấy anh em đang nghỉ mệt nha. Đang ngồi trên cầu. Rồi, chắc kết thúc video hôm nay chỉ hai con lại với hai con rắn mối. Để nó không có lãi bự bự không nha. Rồi tới nữa mình quay tiếp cho anh em xem nha. Ké cái rồi, coi cái. Đó còn cái ké nha anh em. Rồi ông chụp luôn nha, bắt luôn. U dữ, ngon lành. Cành đào. Ké anh em. Đó, ké quá ngon luôn nha. Đó. Xem mắt tông hộp mà. Rồi bỏ vô luôn anh em ơi. Rồi tới điểm nữa mình quay tiếp cho anh em xem nha. Đi tới chỗ này gặp nít bó bự luôn anh em. À, coi nè, nó đang ăn cái con gì vậy ta? Nó nói chuyện gì mà chạy. Ồ con rít bự. Đúng không? Nên thử ghê không? Bự quá anh em ơi. Bự. Ôi trời trời chạy. Ôi chạy. Úi da. Ôi chạy. Dữ. Ồ. Đúng không? Đúng không? Ồ. Rít quá trời bự luôn. Rít bằng ngón tay. Ồ. Chừng cắn ngang cái đầu cắn á. Cái rít nó nói. Đó thì nói vậy đó. Ghê rợn luôn. Đó, thấy rít ghê rợn không? Ừ. Đấy, đấy, đấy không? Đó, thấy rít rợn không? Máu nè. Cắn luôn rồi anh em. Đúng không? Quất à. Quất. Rít nó khó cầm đầu lắm. Khó cầm lắm, có dễ đâu. Ừ. Đây, qua đã. Đi 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 đi. Cô nội nghe. Cô nội nằm mà. Ồ, đi một cố mà không? Đâu đi đâu. Cố thằng từ quá trời bự luôn. Đó. Thôi đừng bỏ vô đó, đừng bỏ vô đó. Đâu nữa? Nè.
Đây, tội luôn, rớt phát, nó cũng hai con. Đây con nè. Đó, Đây này. Hai con nha. Trời ơi, cái này mà gài rắn hổ là cực kỳ nha anh em. Gài rắn hổ là thôi khỏi nói nha. Có lý gì hả? Lát lấy ra bỏ trong cái thùng á. Thùng dưới rồi ra. Có hai con làm gì trời. Cũng là chiều cũ nha, đó đêm đi anh em cũng nhớ cẩn thận khóa xe nha, chứ đi mà toàn đi xe nè, Accenter, đó Accenter với thành quả, Vision không à, đó, coi thành quả nè, chút xíu về quay nữa đi, xíu về quay tiếp luôn nha, trời ơi cũng liều mạng bỏ bắt cóc thả vô, rít nữa, cóc sự chiến đấu của cóc và rít là sao nha anh em, trời ơi trời ơi. Rồi, giờ tới nhà rồi anh em, kết thúc video hôm nay là hai con rắn hổ mây đủ loại nha. Đó, rồi còn thêm bị ổng bị con rít cắn nha các bạn. Nãy này là kêu bằng tai nạn nghề nghiệp nha anh em. Rít rít không biết sao mà ổng liều ông lấy tay ổng chụp con rít luôn, rít cắn nha anh em. Không biết có sao không mà lá băng cầu nè anh em cho biết ý kiến nha, lá băng cầu đắp vô không biết có sao nha. Đó, nghe người ta nói là lá băng cầu đắp vô là hết á. Chỉ có như vậy thôi à, nay là chỉ có rắn bự chứ hai lần mấy à. Ừ, con này con nào hai lần mấy à, đúng thùng kìa, lấy thùng qua đây cho nó coi nghiên cứu coi rít gì mà không dám chụp cái giải á. Ồ, đang cho chụp rít má lớn vậy nè, có lắm không dừng chơi chơi chụp rít này với cóc luôn. Đó. Đủ thứ rồi, đủ loại rắn mối. Đó. Rồi kết thúc video hôm nay chỉ nhiêu thay thôi anh em. Rồi anh em nhớ thấy hay thì anh em nhớ cho mình một cái lượt like, một lượt đăng ký nha. Rồi bye bye, tạm biệt bạn nha.